Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại chương trình tiếng Anh ôn thi lớp 5 và lớp 6. Chúng ta cùng nhau giải đề. Đề số 1. Điền động từ to be thích hợp vào chỗ trống này. We thì sẽ đi với A. How đi với A. How are you? You đi với A. I đi với An. Những cái bàn mới, cái bàn số nhiều chúng ta sẽ A. Mẹ của tôi là chủ ngữ số ít, chúng ta sẽ Y. Student có sở là chủ ngữ số nhiều, chúng ta sẽ A. Đây, chúng ta sẽ A. Vậy trong bài này các bạn cần phải nhớ được cấu trúc sau, nhớ được động từ to be, cách sử dụng động từ to be, đó là I thì cộng với am, he, she, it và danh từ số ít. Danh từ số ít chúng ta đi với y, đây, we, you và những danh từ số nhiều mà có sở đằng sau chúng ta đi với a. Rồi bài dưới chúng ta điền vô này, em hãy điền một từ thích hợp vào chỗ trống để là để gì, để tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Xin chào, tên tôi là Frankie, tôi sống ở Brisbane, nước Úc, tôi 12 tuổi. Ở đây chúng ta thiếu từ years. Years old đó. I am a school girl, tôi là một cô, một họ nữ học sinh. Đây là trường của tôi sẽ phải là my. Nó nằm ở ngoại ô của thành phố, in the suburbs of the city, có 24 phòng học trong ngôi trường. Phòng học sẽ là classroom. Sân trường thì có một cái vườn, trường có một cái vườn và có rất nhiều vườn, phải có gì, hoa, flower hoặc là tree. Các bạn có thể xài một trong hai. Trường của tôi rất là đẹp, tôi thích trường tôi rất nhiều. Chúng ta xuống bài dưới, hãy viết danh từ số nhiều của những từ dưới đây. Rồi factory. Factory các bạn sẽ viết thành factory s, y dài biết thay y ngắn thêm s. Food chuyển thành fit, một đó là đặc biệt nha. Rồi tomato thêm s. Bookshelf và glasses này, glasses. Hãy chọn đáp án đúng. Trong lớp của tôi, lớp học của tôi ở trên tầng 1, ở tầng mấy các bạn xài giới tự on. Hiệu sách thì như thế nào với rạp chiếu phim? Bây giờ near to là sai, next thì phải có to, in front phải có ở. Và đây chúng ta chỉ có thể chọn câu C. My father ăn sáng vào lúc 6:30 mỗi sáng. Bố của tôi là chủ cửa số ít, ăn sáng phải là have breakfast. Là chủ cửa số ít chúng ta sẽ has. Bây giờ do thì phải cộng một danh từ số như lần sau nó. Cho nên ở đây các bạn phải chọn children là những đứa trẻ. Rồi, anh ấy, giáo viên của bạn sống ở đâu? Sống ở đâu sẽ là where. Rồi, tiếp theo này. Có bao nhiêu cậu bé và cô, bao nhiêu con trai con gái trong lớp của bạn? Có bao nhiêu, chúng ta sẽ hỏi là how many. Rồi, tiếp theo, Maxine có một con chó và anh ta thích nó. Có, sẽ là has got. Rồi, câu số 8 này. Hello mom, how are you today? Chúng ta chọn câu A. How are you today? I'm sorry there isn't any breath in the fridge. How much sugar là đường, không đúng được, chúng ta sẽ how much. Rồi câu cuối cùng, bài cuối cùng mà chúng ta sắp xếp. Đây sẽ là how many. People are there in your family. Câu số 2 là ngồi xuống và mở sách ra. Ngồi xuống mở sách ra là sit down and open your book. Rồi sit down này and open your book này. Câu tiếp theo là bố của tôi làm việc trong một nhà máy. Câu này sẽ viết như sau. My father worked in a factory. Câu tiếp theo, đây là nhà của tôi và kia là nhà của bọn họ. This is my house and those are their houses. Tiếp theo, những cái cây
Có nhiều cây cao xung quanh nhà của tôi sẽ là there are tall trees around the house.